xuống không? Không chịu xuống. Này đẹp hết trời nè. Ai nó rơi xuống. Bây giờ hết chỗ. Xuống đây đâu có thấy gì đâu. Có, nó có thể bơm mà chụp hình đẹp lắm. Bây giờ lên chút đi, lên chút cũng có tiền bơm vậy. People are talking in front of my own world. Chỗ cho mình đậu rồi. We can see lots.